ZKC chào tất cả mọi người nhá. Toàn người chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay anh em mình đang ngồi ở ngoài đường đây. Đây mọi người, quay cho mọi người xem. Đấy. Thì mọi người xem cái tiêu đề của cái clip này thì chắc chắn là mọi người cũng biết là cái clip hôm nay là cái clip gì rồi. Thì hôm nay là anh em mình lại tiếp tục đón thêm một thành viên mới về với team của ZKC mọi người ạ. Đấy, đó chính là một con cún Alaska nhá mọi người nhá. Thì tí nữa cún giao đến đây mình sẽ quay cho mọi người xem. Xem là con cún này nó đẹp như thế nào nhá mọi người nhá. Con này là mình đã phải gọi là cọc tiền rất là lâu rồi mới có được mọi người ạ. A few moments later. Em mở ra nào. Đây chính là thành viên mới của ZKC. Đó. Một em cún Alaska. Rồi, cái xài ơi, con này đẹp nhỉ. Con này dã man luôn, đúng là tiền nào của đấy. Đẹp chưa? Đẹp dã man luôn. Con này mình mua với giá là 15 triệu nhá mọi người nhá. Thì là mọi người còn nhớ cái clip mà ngày xưa mình lên mình mua chó, mình quay cái con chó Alaska mà tên là Kumak mà giá của nó là 120 triệu không? Đây mình cho mọi người xem một cái đoạn clip để mọi người nhớ lại cái con cún đấy nhá. Cảm giác rất là vui anh em ạ, cảm giác rất là vinh dự luôn. Lần đầu tiên mình được cầm vào con chó bao nhiêu nhỉ? 150 triệu. Ui. Con này 150 triệu anh em ạ. Lần đầu tiên là mình được ôm con này như kiểu là ôm tiền ấy nhỉ. Đó, mọi người nhớ cái con cún ấy chưa? Đấy, thì sau 2 tháng là cái con cún đấy đã đẻ ra một đứa con rất là xinh xắn. Đây, chính là con này. Con này chính là con của cái chú cún mà 120 triệu đấy nhá mọi người nhá. Dạ. Nhìn cú tia không? Đó. Này mọi người ơi, cú cậu cú te chưa? Mình phải đặt cọc từ rất là lâu, mấy tháng trời mới đón được em nó. Ui dạ, ui, thôi mày đừng có thơm tao, thôi. Ui, cưng nhá, nhìn cưng nhá. Con này sau này anh nuôi lớn lên siêu to khổng lồ luôn, to như kiểu gấu Alaska khổng lồ ở nhà luôn. Con này chó con mà nhìn cái đầu nó to hơn cái đầu anh rồi này. Đây, mọi người nhìn thấy nó to chưa? Đó. Nó là đứa con của chú chó 120 triệu ấy mọi người ạ. Mới có 2 tháng tuổi thôi nhưng mà đã to bằng đầu mình rồi. Dã man. Con này sau này lớn lên to lắm. Nhìn mặt nó cứ te nhỉ. Cứ te vãi. Mặt cứ te vãi trưởng ạ. Cái sạch lưỡi đâu này. Cứ te quá con ơi, cứ te quá. Mới có 2 tháng tuổi mà rất là lặng. Yeah. Rất là lặng luôn. Mới đẻ được ra, sinh ra được có 2 tháng thôi mà rất là lặng. Chắc là do ăn nắm, ỉa nhiều. Có đi xem phân khối lớn không? À, cho lên ngồi thử con vợ của bố nhá. Đây, con ngồi lên đây. Rồi. Đấy, à đây, ngồi hẳn lên đây đi. Đấy, con ngồi hẳn đây. Tay con bám vào đây. Đấy, bám vào đây. Đấy, thích chưa? Sướng chưa? Đây. Em bố ngồi đây bố chở nhá. Đó. Con bám đây, con bám đây. En. Thì hôm nay đi đón cún nhà mình chuẩn bị cho nó một cái ba lô ấy. Bây giờ mình sẽ gọi là cho nó vào ba lô đeo lên lưng xong cho nó đi thử phân khối lớn nhá mọi người nhá. Khổ vai trưởng ra. Đã đi liều có bay mất chó không anh Hùng? Chỉ sử dụng thôi. Nhìn nghe có vẻ nó không ưa lắm. Ok mọi người ạ, bây giờ mình sẽ cho nó đi nhá. Mình sợ đang đi bay mất chó lắm. Thank you.
Ê chưa. Ui dồi cái mặt nó này. Ui dồi. Chết rồi, phê rồi. Mặt phê rồi em ạ. Hay là nó say xe nhỉ? Nó khá say gió anh ạ. Cái này say xe, say gió. Cho thằng bé đi phân khối lớn phát là thằng bé phê luôn này. Ui dồi, đơ rồi. Khả năng là anh đổ cua mấy quả, khả năng là nó say, nó say, nó say. Kiểu nó sốc ấy, nó chưa được đi PKL bao giờ anh ạ. Lúc nãy anh đi mới có 80. Thế mà mặt nó đã như này rồi mà đi tầm hơn lít là khả năng là xùi hết cả màu gà ra, à xùi hết cả mép ra. Trông nó phê nó mà không kêu nữa rồi. Ôi trời ơi, ngồi im luôn rồi. Thôi. Ôi đố. Chết rồi. Chết rồi. Đố rồi. Đố rồi. Đố rồi, say rồi, say, say, say. Say rồi. Say rồi. Say rồi dưới. Mình cười quá mọi người ạ. Mình cho nó đi có làm vòng thôi mà nó say. Nó say rồi. Say rồi, cu đơ rồi. Trông cái mặt nó cu đơ luôn rồi mọi người. Thôi được rồi, để cho nó ngồi đây nó nghỉ ngơi một tí xong rồi mình đưa nó về nhà nhá mọi người nhá. Đấy. Cho cu cậu lần đầu tiên đi phân khối lớn. Ôi trời ơi, mèo luôn rồi. Thôi được rồi, mày cứ nằm đấy nghỉ ngơi đi nhá. Quá mọi người ạ. Cuối cùng nó cũng về nhà rồi. Vác theo cái con này gần chục cân, lặng vãi trưởng. Ui, con chó đâu đẹp với anh. Đẹp không? Đẹp. Wow. Thôi bỏ nó xuống đây để mình cho xe vào đã. Lặng thế. Đấy, con gấu gấu nhà khổng lồ nhà mình nhìn thấy con này đã cắn ầm lên rồi. Ôi gây vai tao rồi. Ôi ôi. Đẹp đi. Gây vai anh rồi. Đẹp không? Ok mọi người ơi, thì mình hôm nay đã đón thêm một em cún mới về với tem của Dương Ca Xê nhá. Đó. Nhìn cái mặt nó trông như con gấu luôn. Nó không phải con chó nữa mà là con này đúng ra phải gọi nó là con gấu chứ không phải gọi nó là con chó nữa rồi. Đấy. Đây là chú cún mà mình đã gọi là săn mất rất là nhiều thời gian để mới đón được với cái giá cũng hơi chát một tí. 15 triệu, 15 cổ. Đó. Nhưng mà được cái là chân tay to, mồm đẹp. Đó. Thì mình cũng chưa đặt tên, chưa nghĩ ra được cái tên gì cho nó. Mọi người có thể nghĩ cho nó một cái tên comment dưới phía dưới nhá. Đó. Nhìn nó trông rất là cute, khả năng mình gọi nó là con chó lợn. Gọi nó là con chó lợn. Nhìn mặt nó đẹp thôi rồi, mõm ngắn, chân to,
Đây, để bố đội cho mày cái mũ len rồi nhá. Nha con nha. Rồi, đi. Nhìn cho buồn cười chưa? Đội tới cái mũ len là cho nó nhìn buồn cười chưa? Rồi, yeah, tối nay dẫn đi ăn thịt gà nhá. Chó Alaska thì là rất thích ăn thịt gà mọi người ạ. Rồi, đi chơi đi. Đấy, đứng dậy, nhìn cười tèm hết. Ok mọi người nhá, thôi mình xin kết thúc clip ở đây. Mọi người thấy hay nhớ like và subscribe ủng hộ cho mình, và cũng như là ấn đăng ký ủng hộ cho em thành viên mới nhá. Ok, chào tất cả mọi người, bye bye, hẹn mọi người ở clip tiếp theo.